Yampi buddhang saranang gacchami Ruti yampi dhammang saranang gacchami Ruti yampi sanghang saranang gacchami Tati yampi buddhang saranang gacchami Tati yampi dhammang saranang gacchami Tati yampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang Sama sambutto Vicca jagana sampanno Sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasa Ratisattha deva manus Sanang butto bhagava Tinatti me saranang anyang Butto me saranang warang Etena satcha vachena hotu me jaya mangalang Uttamang gena vandeyang Padapam sumvaruttamang Butteyo kalito doso butto Kamatutang namang Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipasiko obanayiko pachyattang veditabbo vinyuhi tinatti me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sapchavat jena hotu me jaya mangalam Uttamang gena vandeyang Thammang jaduvithang varang Thammeyo kalito doso thammo Kamatutang mamang Supattipanno bhagavato savaka sangho Ucchupattipanno bhagavato savaka sangho Nyayapattipanno bhagavato Savaka sangho samiji patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo anjali karaniyo anuttarang punya Ketang lokasa tinatti me saranang anyang sangho me saranang warang etena sapjawat jena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang sanghain jaduvithottamang sangheyo kalito doso sangho kamatutang mamang Vandami chetang sabbang sabbathane Supatthittitang sari rikathatu mahabodhin Buddharupang sakalang sada Sambuddhe athavi sanya dvada sanya sahas Sake pancha sata sahas Sani namami sirasa ahang Te sang tham mang cha sang khang cha adare na namami hang Namakara nupave na hantwa sabbe upadave aneka antaraya pivinas Sandhva se sato sambut Thế bánh cha bánh nhà xanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ang Thế sang thầm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hăng Na ma ca ra nu pa vê na hăm toa sắp đề u pát na vê a nê ca an ta ra ya pi vi na Sandhva se sato Sambuddhe na buddha sate At
Sajatali sasahasake wisati satasahasani nama misirasa aham desang thammanja sangkhanja adare nama miham namakara nuva we naham toa sap de upatta we aneka antaraya pivina Santo ase sato sabde purati maya disaya satta awera sukhi hontu sabde purati maya anu disaya satta awera sukhi hontu sabde dakkhinaya disaya satta Awera sukhi hontu sabbe dakkhinaya anudisaya satta Awera sukhi hontu sabbe paccimaya disaya satta Awera sukhi hontu sabbe paccimaya anudisaya satta Awera sukhi hontu sabbe De uttaraya disaya satta Awera sukhi hontu sabbe uttaraya anudisaya satta Awera sukhi hontu sabbe uparimaya disaya satta Awera sukhi hontu sabbe hettimaya disaya satta Awera sukhi hontu sabbe satta Awera hontu sukhita hontu niddukha hontu appajjaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta cha niddukha Payapatta janipaya sokapatta janisoka hontu sabbe vipanino Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkantu sasanam Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkantu no garu Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkantu nyatayo Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkantu panino Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkantu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang hotu anagate kale Sa thu sa thu sa thu. Dạ thầy Kinh Tam Bảo đã được tụng đọc xong không ạ? Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay ta học tiếp phần
về Vinu mà các pháp phòng vô minh. Hai, Vichu Pama Thamma, các pháp ví dụ điểm chớp. Vatri Rupama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Ba, Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiền trí. Bốn, Kanha Thamma, các pháp hắc. Chukka Thamma, các pháp bạch. Thì sư đại lên giùm con. Năm, Tapaniya Thamma, các pháp viêm. Atapaniya Thamma, các pháp phi viêm. Sáu, Athi Vachana Thamma, các pháp định danh. Athi Vachana Patha Thamma, các pháp cách thức định danh. Bảy, Niruti Thamma, các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma, các pháp cách thức ngôn ngữ. Tám, Panyati Thamma, các pháp chế định. Panyati Patha Thamma, các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư hết, con cảm ơn. Rồi mọi người tiếp theo. Xin mời học viên Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Màn hình nó mất tiêu rồi. Vichcha Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avichcha Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Số 2, Vichu Pama Thamma, các pháp ví dụ điểm chớp. Vachiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Số 3, Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiện trí. Kanha Thamma, các pháp hắc. Chưa đọc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Màn hình mất tiêu. Dạ thấy bình thường mà cô. Rồi thấy rồi. Dạ, số 6, Athi Vachana Thamma, các pháp định danh. Athi Vachana Patha Thamma, các pháp cách thức định danh. Niruti Thamma, các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma, các pháp cách thức ngôn ngữ. Panyati Thamma, các pháp chế định. Panyati Patha Thamma, các pháp cách thức chế định. Dạ thưa con xin đọc xong rồi sư. Rồi mọi người tiếp theo. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Kính bạch sư, con xin đọc bài ạ. Câu thứ nhất, Vichcha Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avichcha Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Vichu Pama Thamma, các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp thiện trí. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Tapaniya Thamma, các pháp viên. Atapaniya Thamma, các pháp phi viên.
Atiwachana Thamma các pháp định danh. Atiwachana Patha Thamma các pháp cách thức định danh. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ. Panyati Thamma các pháp chế định. Panyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định. Dạ, bạch sư con xin đọc bài xong ạ. Dạ, xin mời chị Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Vichcha phai vinh tham ma các pháp thần minh. À, vichcha phai vinh tham ma các pháp vô minh. Từ tâm mà các pháp ví dụ điểm chớp. Vachiru pha ma tham ma các pháp ví dụ sấm sét. Ba la tham ma các pháp nguyên nhân. Pandita tham ma các pháp hiện trí. Kanha tham ma các pháp khắc. Sukha tham ma các pháp bậc. Atapaniya Thamma các pháp viên. Atapaniya Thamma các pháp phi viên. Atiwachana Thamma các pháp định danh. Atiwachana Patha Thamma các pháp cách thức định danh. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ. Panyati mà các pháp chế định. Tâm nhất tí ta thầm mà các pháp cách thức chế định. Dạ, thưa sư con đã đọc xong rồi. Mời mọi người tiếp theo. Xin mời chị Hoa Nguyễn. Dạ, thưa sư con xin đọc. Vichcha phangino tham ma các pháp phần minh. Avichcha phangino tham ma các pháp phần vô minh. Vichcha phangino tham ma các pháp ví dụ điển chớp. Vachirupama Thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala Thamma các pháp ngu nhân. Panita Thamma các pháp hiện trí. Kanha Thamma các pháp hắc. Sukha Thamma các pháp bạch. Tamaniya Thamma các pháp viêm. Atapaniya Thamma các pháp phi viêm. Atiwachana Thamma các pháp định danh. Atiwachana Patha Thamma các pháp cách thức định danh. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ. Manyati Thamma các pháp chế định. Manyati Patha Thamma các pháp cách Manyati Patha Thamma các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời học viên Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Vichcha Vichcha Pavino Vichcha Pavino Thamma các pháp phần minh. Avichcha Pavino Thamma các pháp phần vô minh. Vichcha Pama Thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru ba ma tham ma các pháp ví dụ sấm sét. Ba la tham ma các pháp ngu nhân. Pandita tham ma các pháp hiền trí. Kanha tham ma các pháp hắc. Sukha tham ma các pháp bạch. Sukha ha, Sukha chứ không phải là Sukha. Dạ. Sukha tham ma các pháp bạch. Tapaniya Thamma các pháp viên. Atapaniya Thamma các pháp phi viên. Atiwachana Thamma các pháp định danh. Atiwachana Patha Thamma các pháp cách thức định danh. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Patha Thamma các pháp thức ngôn ngữ. Panyati Thamma
các pháp chế định. Ban nhất ý bát tha tham ma các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Quý cha pha ghi nô tham ma các pháp phòng minh. A quý cha pha ghi nô tham ma các pháp phòng vô minh. Quý chu ba ma tham ma các pháp ví dụ điển chớp. Các pháp ngu nhân bàn đi tà thầm mà các pháp hiền trí cần cá nhà thầm mà cần hà cần hà thầm mà dạ cần hà cần cần hà thầm mà các pháp hấp xuất hà thầm mà các pháp bạch ca xuất ca thầm mà các pháp bạch Sukha. Dạ. Tabaniya thamma các pháp vim. Atabaniya thamma các pháp phi vim. Athi vachana thamma các pháp định danh. Athi vachana bhatha thamma các pháp cách thức định danh. Ni rút tí thầm mà các pháp ngôn ngữ. Ní rút tí bát tha thầm mà các pháp cách thức ngôn ngữ. Bành nhát tí thầm mà các pháp chế định. Bành nhát tí bát tha thầm mà các pháp cách thức chế định. Nhờ thưa sư con xin. Rồi mọi người tiếp theo. Mà học viên phụ đề ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Vichcha phá ghi nô tham ma các pháp phần minh. Avichcha phá ghi nô tham ma các pháp phần vô minh. Vichchu ban ma tham ma các pháp ví dụ điển chớp. Quá chí ru bá ma tham ma các pháp ví dụ sấm sét. Ba la tham ma các pháp ngu nhân. Ban di ta tham ma các pháp hiền trí. Căng ha tham ma các pháp hát. Xúc ca tham ma các pháp bập. Bát ta tá bá ni ya tham ma các pháp viêm. A tá bá ni ya tham ma các pháp phi viêm. A thí quách chánh na tham ma các pháp định danh. A thí quách chánh na bát tha tham ma các pháp cách thức định danh. Lúc ní rút tí tham ma các pháp ngôn ngữ. Ní rút tí bát tha tham ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Ban nha tít tham ma các pháp chế định. Ban nhát tít tham ma các pháp chế định. Ban nhát tí bát tha tham ma các pháp cách thức chế định. Dạ con xin con đọc xong mà con kính thưa sư ạ. Xin mời học viên Phạm Thịnh. Chà phải nô tham ma các pháp phần vô minh. Bích chu tâm ma tham ma các pháp ví dụ điện chớp. Qua chi ru tâm ma tham ma các pháp ví dụ sống xét. Ba la tham ma các pháp nguyên nhân. Bạn đi ta tham ma các pháp hiện trí. Anh hà tham ma các pháp hát. Xúc ca tham ma các pháp bạch. Ta bà nghỉ gì nè. Tạ bạch sư dịch bản hình.
giúp con ạ. Atabani ra tham ma các pháp viêm. Atabani ra tham ma các pháp phi viêm. Athivacchana tham ma các pháp định danh. Athivacchana tha tham ma các pháp cách thức định danh. Ni rút tí tham ma các pháp ngôn ngữ. Ni rút tí bát tha tham ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Bánh nhắc tí tham ma các pháp chế định. Bánh nhắc tí bát tha tham ma các pháp cách thức chế định. Đã thư sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời cô Diệu Thiện. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào cả lớp. Là con xin được đọc. Nicca pagino thamma các pháp vận minh. Avicca pagino thamma các pháp phần vô minh. Vichu pama thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pama thamma mà các pháp ví dụ sấm sét. Pa la thẩm ma các pháp ngu nhân. Bandita thẩm ma các pháp hiền trí. Kanha thẩm ma các pháp hắc. Sukha thẩm ma các pháp bạch. Tapaniya thẩm ma các pháp viêm. Atapaniya thẩm ma các pháp phi viêm. Ativacchana thẩm ma các pháp định danh. Ativacchana patha thẩm ma các pháp cách thức định danh. Niruti thẩm ma các pháp ngôn ngữ. Niruti patha thẩm ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Banyati thẩm ma các pháp chế định. Bàn nhất tí bá thà thẩm ma các pháp cách thức chế định. Dạ kính bà sư, con đã đọc xong, kính tri ân sư. Dạ viên an nhiên ạ. Dạ con kính đỉnh lễ sư. Dạ thưa sư con xin đọc. Vichà bhagino thẩm ma các pháp phần minh. Avichà bhagino thẩm ma các pháp phần vô minh. Vi chù ba ma tham ma các pháp ví dụ điển chớp. Qua chi rù ba ma tham ma các pháp ví dụ sấm sét. Pa la tham ma các pháp ngu nhân. Bành đi ta tham ma các pháp hiền trí. Tham ma các pháp bạch. Atapaniya thăm ma các pháp viêm. Atapaniya thăm ma các pháp phi viêm. Athivacchana thăm ma các pháp định danh. Athivacchana patha thăm ma các pháp cách thức định danh. Niruti thăm ma các pháp ngôn ngữ. Niruti patha thăm ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Bành nhã tí thầm mà các pháp chế định. Bành nhã tí bá tha thầm mà các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ con kính chân sư. Dạ thưa sư xin đọc bài. Vichà phagino thầm mà các pháp phần minh. Avichà phagino thầm mà các pháp phần vô minh. Vichù bá mà thầm mà các pháp ví dụ điển chớp. Vajiru Pama Thamma các pháp ví dụ sấm sét. Pala Thamma các pháp ngu nhân. Bandita Thamma các pháp hiền trí. Kanha Thamma các pháp hắc. Sukha Thamma các pháp bạch. Tapaniya các pháp viêm. Tapaniya Thamma các pháp viêm. Atapaniya Thamma các pháp phi viêm. Athivacchana Thamma các pháp định danh.
Athivacana patha thamma các pháp các thức định danh. Niruti thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti patha thamma các pháp các thức ngôn ngữ. Panyati thamma các pháp chế định. Panyati patha thamma các pháp các thức chế định. Thưa sư xin hết. Thưa sư, quý học viên đã học đọc xong bài. Bây giờ chúng ta trả lời phần bài giảng. Các tử nằm chưa có sách bộ pháp tụ đó ở chùa sư còn một số nằm liên lạc để mình chùa lấy cũng được. Lấy để mình tại chắc suy nghĩ cái tăng bi diệu pháp này cũng hiếm khi ai đọc. Thì sẵn cái dịp mà mình học này thì mình đọc luôn để mình xem cả trong chánh văn nó giải thích như thế nào để mình học thêm. Tại nó mình có photo một số 100 quyển hay gì đó mà chia ra một số quyển còn một số tới nó cần thì phải chuẩn. Rồi. Cái buổi đầu tiên đó là mình học hai vì nhị đệ kinh, học hai nhị đề, đó là nhị đề minh và trong đó mình có hai câu pháp, đó là các pháp phần minh tức là Vicca Pagino Thamma với lại các pháp thuộc phần vô minh Abhicca Pagino Thamma. Đó là nhị đề thứ nhất. Nhị đề thứ hai đó là Vajjiru Pama Thamma, các pháp ví dụ điện chớp. Vajju Pama Thamma, các pháp ví dụ điện chớp. Vajjiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Thì hôm nay chúng ta học nhị đề kinh thứ ba, tức là liên quan đến người trí. Mình có hai câu pháp, đó là câu pháp số 5 và số 6, đó là Pala Thamma, các pháp ngu nhanh. Panita Thamma, các pháp hiện trí. Thì các pháp ngu nhanh cái gì mà mình học ở trong ví dụ như là mình học ở trong phẩm phẩm ngu nhanh ở trong phẩm số số 5 trong pháp cú kinh, thì người ngu ở trong trường hợp đó, đó thì chỉ cần người nào đó là còn bị chi phối bởi tham sân si, còn hành động ác bằng thân khẩu ý thì được xem là người ngu. Yeah. Thì cái đó là cái cách mà mình hiểu theo ở trong tạng kinh.
Thì hôm nay mình học ở trong cái bộ pháp tụ á, trường hợp nào mà pháp bất thiện khởi lên, các pháp thực tính mà có tính chất bất thiện nó khởi lên, thì lúc đó thì người ta xem để pháp đó là ấy pháp ngu nhân. Nó không có phải là cái một cái công thức chung cho cái giống như ở trong tạng kinh, thể người nào còn tham sân si hoặc là hành động ác bằng tham sân si thì người đó là người ngu. Ở trong cái diệu pháp thì không có nói như vậy, mà chỉ nói là sao, chỉ khi nào mà cái pháp mà bất thiện đó nó khởi lên thì lúc đó được xem là pháp ngu nhân. Còn ngược lại, khi pháp thiện khởi lên thì lúc đó nó là pháp hiện trí. Tức là trong vi diệu pháp thì nói khác hơn một tí nữa là sao, trình bày cái thực tế đang diễn ra. Còn ở trong cái trong tạng kinh thường là đó là một cái công thức chung, một cái công thức chung, đó là cái cách mà để mình hiểu theo trong tạng kinh với kim học vi diệu pháp. Tức là trong vi diệu pháp trình bày theo một cái cách là cụ thể hơn, cụ thể hơn. Chỉ là pháp ngu nhân khi nào cái bất thiện nó khởi lên, cái pháp thực tính thuộc về bất thiện nó khởi lên thì lúc đó là pháp ngu nhân. Thì ở đây nói theo tạng kinh một tí, đó là gọi là ở trong Trung Bộ Kinh. Cái này mình nói theo tạng kinh trước ha, tại cái này mình học là học vi diệu pháp trong vị đề kinh này ấy, tức là mình trước tiên đó là mình nói theo kinh tạng trình bày, rồi sau đó là mình nói theo cách trình bày của vi diệu pháp đối với những đề kinh mà có liên quan ở trong kinh tạng, mình nhớ sự chia sẻ thêm với các Phật tử. Còn cái nào không nhớ thì thôi, nhưng mà cái nào có nhớ thì nói thêm. Tại ở trong kinh thì giảng, trong chánh tạng thì giảng rất là vắn tắt. Sự ví dụ nếu mà các tử mà có bộ pháp tụ, chúng ta lật ra ở trang 337 thì nó giải thích cho mình là thế nào là các pháp ngu nhân, tức là vô tầm vô quý, đây là các pháp ngu nhân. Tất cả pháp bất thiện đều là pháp ngu nhân. Ở trong chánh tạng chỉ giải thích nhiều đó thôi. Còn pháp hiền trí, thế nào là pháp hiền trí, tức là tầm quý, đây là các pháp hiền trí. Tất cả pháp thiện đều là pháp hiền trí. Ở trong chánh tạng thì chỉ giải thích có nhiều đó, mình không hiểu sao được. Thưa sư, ba đặc điểm của người ngu là ba lá hay là ba la sư? Ba la lắc hà ná sư? Ba lá? Sao vậy? Ông tại trên là thấy ghi ba la tham ma mà dưới là ba lá.
gọi là đối chinh tí tác chinh ti, tức là khi mà suy nghĩ thường cái suy nghĩ nó là suy nghĩ ác. Suy nghĩ ác là suy nghĩ là sao? Tức là suy nghĩ để cho tâm tham sân khởi, suy nghĩ để cho tâm si sân khởi, tâm sân sân khởi, suy nghĩ để cho tâm si sân khởi. Tức là, hoặc là mình nói theo bài kinh An Trú Tâm, kinh sông tầm, đó là sân tư duy, tư duy hại tư duy và xấu. Thứ hai đó là nói lại ác ngữ, gọi là dukkha-citta. Dukkha-si nói lại ác ngữ, thí dụ như là tông khẩu ác hành, khẩu ác hành thì như là nói dối, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, rồi nói lời nói không có lợi ích, thì bốn trường hợp đó được xem là lời nói thuộc về ác ngữ, thuộc về ác ngữ. Rồi thứ ba đó là hành các ác hành, gọi là dukkha-kammakari. Các ác hành ở đây, nếu mình nói theo thập ác hành, đó là mình có là hành các ác hành ở trong trường hợp này, đó là chỉ cho hành động ác bằng thân, gọi là thân ác hành. Thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm chẳng hạn, thì đó được xem là hành ác hành. Thì từ cái người ngu á, từ suy duy tư duy ác, nó dẫn đến cái lời nói là ác, rồi sau đó là đưa đến hành động ác. Thì đó là nói về đặc điểm của người ngu theo cách trình bày ở trong kinh tạng. Theo cách trình bày trong kinh tạng.
pháp hiện trí ở đây đó là cũng chỉ cho là khi mà cái pháp thực tính mà thuộc về thiện nó sanh khởi, lúc đó thì người ta gọi là pháp hiện trí. Pháp hiện trí. Trong thần kinh đó, thì liên quan đến người trí thì có ba đặc điểm gọi là Panitalakana. Cho tâm si không sanh khởi. Và tư duy theo cái khuynh hướng đó là chánh tư duy. Hoặc là nếu mình nói theo bài kinh tầm hay là bài kinh song tầm số 19-20 trong Trung Bộ Kinh thì đó là ly dục tư duy, ly dục tư duy rồi vô hại tư duy rồi vô sân tư duy, tức là ba loại tư duy thuộc về thiện. Còn nói lại thiện ngữ, nói lại thiện ngữ ở đây nếu mình trình bày phải theo thập thiện nghiệp mà khẩu thiện hành tức là lời nói mà tốt, thì mình có ba trường hợp, đó là nói lời chân thành, nói lời không nói lời chia rẽ, rồi không nói lời độc ác và nói lời nói có lợi ích. Nếu mình trình bày theo cái lời nói thiện ngôn Supasita Vacca theo bài kinh theo bài kinh ví dụ cái cưa các cái chuông có mắt xuất phát số 21 ở trong Trung Bộ Kinh, hay là mình nói theo cách giải thích Supasita Vacca theo Mangala Sutta bộ Mangala Thadipani thì trong lời nói thiền ngữ ở đây nó được chia ra 5 trường hợp, tức là một lời nói đầy đủ 5 chi phần, tức là nói thứ nhất đó là nói chân thành, thứ hai đó là nói hợp thời, thứ ba đó là nói dịu ngọt, thứ tư đó là nói lời có lợi ích, và thứ năm đó là nói với tâm từ bi. Thì một lời nói đầy đủ 5 chi phần đó thì gọi là Supasita Vacca, tức là lời nói thuộc về thiện ngôn. Thứ ba hành các thiện hành, hành các thiện hành ở đây tức là chỉ cho thân thiện hành,
trong đó như là những hành động được làm bằng thân, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là nếu nói theo bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, bài kinh số 131 thì số 135 thì phải, số 135 thì đó là cái hành động thiền ở đây như cũng được đề cập, đó là những hành động được thiện được làm bằng thân, như là ví dụ như là không giết hại chúng sanh khác, không đánh đập chúng sanh khác, hành động thiền được thực hiện như là việc làm việc bố thí, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, thì đó là những hành động thiện được xem là bằng thân, nó cũng được gọi là thân thiện hành. Thì đối với người trí, từ cái tư duy thiện, tư duy tức là từ cái suy nghĩ đúng, thì nó đưa đến cái hành động thiền bằng lời nói, và hành động thiền bằng thân, hành động thiền bằng thân. Thì đây là cái cách trình bày theo trong tạng kinh, tạng kinh. Còn là trong thì lúc đó là cái người đó có cái pháp của bậc hiền trí ở cấp độ đó là thiện dục giới, hoặc là khi mà tâm thiện thuộc về thiền sắc giới, hoặc là thiền vô sắc giới sanh khởi, thì lúc đó người đó cũng có cái pháp của bậc hiền trí, bậc cao nhất đó là 4, hoặc là 4 hoặc 20 tâm đạo, 4 hoặc 20 tâm đạo sinh khởi, thì lúc đó người đó có pháp của các bậc hiền trí. Còn phần phối hợp thì nó sẽ tùy theo, ví dụ như là sẽ kiểm tra là ví dụ 8 tâm đại thiện thì nó có bao nhiêu tâm xã phối hợp, nó phối hợp tâm xã nào phối hợp nhất định bất định như thế nào, rồi các tâm thiện dục giới sắc giới có bao nhiêu tâm xã phối hợp, tâm 4 hoặc là 20 tâm đạo nó có bao nhiêu tâm xã phối hợp. Với cái phần đó thì mình phải xem lại trong phần cơ bản mình học trước đây. Thì đó là cái vấn đề thứ ba liên quan đến pháp ngu.
Thì đó là cái gì thứ ba. Rồi chúng ta học tiếp nhị đề thứ tư. Nhị đề thứ tư. Đề thứ tư. Hành động được thực hiện bằng bằng ý ác
nghiệp, được suy nghĩ bằng ý ác nghiệp, lại nói và suy nghĩ xấu, thực hiện cái hành động xấu bằng thân hoặc là lời nói thì gọi là nghiệp đen. Rồi nó đưa đến cái kết quả đen, đã đưa đến cái kết quả báo đau khổ. Thì tương tự đối với cái nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, nghiệp trắng đó là chỉ cho cái suy nghĩ thiện đưa đến hành động thiện bằng thân hoặc là lại nói thì đó là nghiệp trắng. Rồi quả báo trắng tức là đưa đến cái quả báo an vui. Có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, tức là thật ra cái đen trắng này nó không có diễn ra trong cùng một lúc được. Tức là trong chúng ta học cái gì pháp, chúng ta thấy là trong một lúc mình không thể làm. Nếu mà nhìn từ bên ngoài á, người ta có thể thấy là trong cùng một lúc thì mình làm vừa thiện vừa ác, nhưng mà trong theo quy diệu pháp mình học theo sát na tâm á, thì nếu mà sát na tâm mà bất thiện sanh khởi thì thiện nó thể sanh khởi được, còn nếu mà thiện sanh khởi thì bất thiện nó không thể sanh khởi được. Nó làm nói theo sắc na tâm. Đen ở đây đó là người ta nói cái mình dạy thì khi mà người ta nói mình dạy đó là cái đó là sao dạy, không những là tâm sân khởi không, mà mình còn dẫn đến cái lời nói đó là nó với lại những lời nói không tốt đẹp với người khác ngay trong lúc đó. Thậm chí là sao mình tỏ ra một cái hành động nào đó làm cho người khác khó chịu. Như vậy thì trong lúc đó là cái nghiệp đen này nó sẽ đưa đến cái kết quả đen. Nhưng mà cũng cũng là diễn ra trong cùng một lúc, nhưng mà theo quy diệu pháp thì sắc na thì nó khác nhau. Thì khi mà nó cho quả, nếu mà cái nghiệp nào mà nó có điều kiện thuận lợi để nó cho quả
thì cái nghiệp đó nó sẽ cho quả trước. Ví dụ như mình làm nghiệp vừa đen vừa trắng, nhưng mà đến khi sắp lâm chung thay vì nhớ cái đen thì nhớ cái trắng, thì lúc giờ cái nghiệp trắng này nó sẽ có điều kiện nó cho quả trước. Em cho quả trước. Còn mình làm vừa đen vừa trắng, nhưng mà đến khi sắp làm chung thì mình nhớ đến cái nghiệp đen, thì cái nghiệp đen đó nó lại có điều kiện nó cho quả trước. Hoặc là nó tùy theo trường hợp, tức là tùy theo cái nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Thí dụ nếu mà thuộc về trọng nghiệp, nếu mà trọng nghiệp đen thì chắc chắn là nó sẽ cho quả. Hoặc là nếu mà trọng nghiệp trắng như là chứng đắc thiền chẳng hạn, thì chắc chắn là trọng nghiệp trắng đó nó cho quả. Còn cái nghiệp không đen không trắng, nghiệp không đen không trắng ở đây đó là theo cách giải thích ở trong chú giải, đó là chỉ cho hành động của chỉ cho hành động của bậc thánh A La Hán thôi. Tức là mình nhìn về bên ngoài thì mình nhìn giống như là hành động thiện, hành động thiện, nhưng mà vì cái hành động thiện bằng thân được thực hiện bằng thân và lời nói là nó xuất phát từ cái tâm thiện, thì lúc đó nó mới cho quả. Nhưng mà cái hành động của bậc thánh A-la-hán nhìn bên ngoài thì nó là hành động thiện, nhưng mà thực tế thì cái tâm diễn ra lúc đó là vì bậc thánh A-la-hán không còn cái tâm thiện mà chỉ là cái tâm tố. Cái tâm tố thì nó không có đưa đến, không có cho quả. Tức là cái tâm mà đã đoạn trừ được tất cả các phiền não rồi, và nó chỉ sanh khởi ở nơi cơ tánh của bậc thánh A-la-hán, nên thì lúc đó không cho quả nữa. Ở trong chú giải thì giải thích ở trong trường hợp này đó là, tức là thông thường mình làm, mình làm cái người phàm phu, mình là hai bậc thánh học làm thiện, thì lúc đó cái tư tâm sở nó có vai trò, đó là tích lũy nghiệp để đưa đến cái sự trổ quả. Nhưng mà cái hành động thiện của bậc thánh, cái nghiệp mà đưa đến sự đoạn tận các nghiệp, thì ở trong trường hợp này nó là chỉ cho, cho cái tâm não sanh khởi, tâm đạo sanh khởi, cắt đứt cái, tức là vai trò của trí sanh khởi, trí ở trong tâm đạo sanh khởi, đoạn trừ các phiền não và chấm dứt cái sự tái sanh. Hoặc là ở các bậc thánh hữu học thì đó là ít nhất là cũng là giảm đi cái đời sống luân hồi. Thì cái tư tâm sở mà sanh khởi ở trong nghiệp không trắng không đen ở trong trường hợp đó, nó còn có vai trò là tích lũy để đưa đến, tích lũy nghiệp để đưa đến sự trổ quả, mà nó chỉ làm vai trò đó là tập trung các pháp đồng sanh, tập trung các pháp đồng sanh thôi. Đó là mình nói về bốn loại nghiệp liên quan đến mà mình cái câu pháp này. Thì còn các pháp khác ở đây đó, tức là chỉ cho các pháp đen hay là pháp bất thiện, mà nó là nhanh tạo ra cái quả bao khổ, là nhân tạo ra
cái quả bao đau khổ, thì mình gọi nó là pháp pháp hát hay là pháp pháp bất thiện. Thì cái nhân mà tạo ra quả báo đau khổ thì nó chỉ là 12 tâm bất thiện thì phối hợp với 27 tâm sở, thì chỉ có 12 tâm bất thiện cùng với 27 tâm sở này thôi nó mới tạo ra cái quả báo đau khổ. Nó là nhân tạo ra cái quả báo đau khổ. Là nhân trắng tức là chỉ cho pháp thiện, là nhân tạo ra cái quả vui. Là nhân tạo ra cái quả vui. Như vậy thì cái nhân mà tạo ra cái quả vui thì ở đây theo ở trong vi diệu pháp thì mình có 21 hoặc là 37 tâm thiện. Thì trong 37 tâm thiện á, thì có 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện thì nếu mà nó làm việc khi mà nó tạo ra quả thì nó sẽ cho cái quả ăn vui, ví dụ như là sanh vào người loài người thì là người nhị nhang hoặc là người người tam nhân, người nhị nhang hoặc là người người tam nhân, nhưng mà ít nhất đó là cũng đưa người ta tái sanh, đưa chúng sanh nó tái sanh ở cái cảnh giới ăn vui, tức là cái cõi vui. Theo ví dụ pháp tức là mình có cõi vui dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn ở tâm thiện mà ở tâm thiện siêu thế đó là cắt đứt các phiền não. Cắt đứt các phiền não. Thì đó là mình trình bày theo chi pháp. Mặc dù ở đây đó, nếu mà chúng ta nói về tâm thiện, tâm thiện dục giới hoặc tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới thì nó vẫn là cái nhân đưa đến cái đời sống luân hồi. Chỉ có điều là ở đây nó được tái sanh ở cõi vui thôi. Nhưng mà nói về đời sống luân hồi thì nó vẫn là luân hồi. Đời sống luân hồi thì nó vẫn là luân hồi. Cho nên sau này chúng ta học ở trong đầu đề tam á, đầu đề tam mà nói về các pháp thiện á, mình là sao sánh với cái định nghĩa trong quy dược pháp với trong kinh tạng thì mình sẽ thấy nó có một chút khác biệt, đó là trong kinh tạng khi mà trình bày về tập đế thì chỉ cho ba loại ái, đó là dục ái sắc ái và vô sắc ái. Thì ở trong quy dược pháp tức là chỉ cho tham thôi. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp thì nói rất là định nghĩa rất là chi tiết, tức là vừa là ái vừa là các pháp bất thiện mà nó cả các pháp thiện, một số các pháp thiện vẫn được xếp vào là tập đế. Lý do đó là nó là nguyên nhân đưa đến sự luân hồi. Thì cái đó phần này sau này mình sẽ học thêm trong đầu đề tam, khi mà học trong đầu đề tam thì chúng ta sẽ học thêm cái phần đó. Học ở cái đầu đề này, nhị đề này, nhị đề thứ tư này thì chúng ta hiểu hai cách.
Thứ nhất đó là hiểu theo tạng kinh, đó là cái hát, cái bạch ở đây đó là chỉ cho thiền, cái hát chỉ cho bất thiền, tức là những hành động bất thiền bằng thân, bằng ý, bằng thân hoặc là lời nói hoặc là bằng thân. Còn bạch đó là chỉ cho cái hành động thiền bằng ý, lời nói hoặc là bằng thân. Đó là theo cái cách trình bày của tạng kinh. Còn theo trong vi diệu pháp, cái pháp hát ở đây nó là chỉ cho là 12 tâm bất thiện cùng với 27 tâm sở phối hợp. Còn pháp bạch ở đây nó là chỉ cho 37 tâm thiện cùng với 38 tâm sở phối hợp. Thì đó là cách để mình hiểu cái nhị đại thứ tư này. Bây giờ còn đến nhị đề này thì nó cũng ngắn thôi, chúng ta học luôn ha. Nhị đề thứ năm, Tappaniya Dhamma các pháp viên và Atappaniya Dhamma các pháp phi viên. Cái chữ viên này hầu như là một cái chữ rất là lạ với mình. Đọc trong kinh, tạng kinh chúng ta cũng hầu như ta không có thấy cái chữ này. Không biết các tử nào giỏi chữ Hán thì mình ra từ điển từ chữ Hán. Còn sư thì sư sẽ giải thích cho chúng ta thêm cái chữ nghe để mình hiểu hơn. Nhiều khi chúng ta xem bản dịch khác thì người ta có thể dịch chữ khác đi. Thì ở đây mình có chữ là Tappaniya. Tappaniya thì ở đây nó là Tappaniya. Rồi Atapa Niya Aniya. Thì ở đây cái chữ Tapa, Tapa ví dụ như là Tapa mình gặp cái chữ Tapa mình dịch là khắc kỷ, tức là cái cách tu tập mà nó có vẻ là khắc khe. À, hoặc là cái chữ tắp bát này bình thường này, cái nghĩa phổ thông của nó đó là chữ tắp bát được xài theo cái nghĩa đó là khổ hạnh. Ví dụ ở trong cái quyển Bali mình có một bài là tắp bát chánh năng là hành khổ hạnh. À, thì cái chữ tắp bát đó nó chỉ cho khổ hạnh. Nhưng mà cái chữ cái tắp bát nó còn có cái nghĩa là đốt nóng, làm cho nóng nảy. À, thì cái chữ tắp bát mà xài ở trong trường hợp này ấy, nó xài trong cái nghĩa là đốt nóng hoặc là làm cho nóng nảy. À, tại vì ở trong trong danh tạng giải thích cho chúng ta cái pháp này đó là thế nào là pháp viêm, thì mình có cái cách giải thích đó là tức là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, đây là các pháp viêm. Tất cả pháp bất thiện đều là pháp viêm. Thế nào là pháp phi viêm? Tức là thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, đây là pháp viêm. Tất cả pháp viêm đều là pháp tất cả pháp thiện đều là pháp phi viêm. Thì chỉ cho chúng ta ở trong trường hợp này nó là chỉ cho
cái pháp phim ở trong trường hợp này đó là chỉ cho chắc chắn là trong người dùng trong cái ý nghĩa mà nóng nảy, đúc nóng. Là vì sao? Là vì khi mà tâm bất thiện sanh khởi, khi mà tâm bất thiện nó sanh khởi nó sẽ làm cho mình nóng nảy khó chịu. Mà trong pháp cú mình có cái câu đó là natthi raga sammohi, natthi raga sammohi natthi dosa sammohi natthi tanha samanadi, tức là lửa nào bằng lửa tham, ác nào bằng sân hận, tức là lửa tham, lửa sân, lửa si mà nó sanh khởi nó sẽ đốt nóng mình. Và tương tự các pháp bất thiện mà khi mà mình sanh khởi thì chúng ta thấy là nếu mà sanh thì nó làm cho mình rất là mệt. Nếu mà người bị đau tim mà tâm sanh sanh khởi nhiều thì dễ bị tức là cái nhịp tim nó đập không kịp, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào khi mà tâm sanh nó sanh khởi. Hoặc là tâm tham mà nó sanh khởi thì nó làm cho mình sống luôn trong cái trạng thái đó là thấy thiếu thốn chính mắt. Hay là tâm si mà nó sanh khởi thì nó làm cho mình bị che mờ, cái làm cho mình bị mờ, giống như là người bị mù trước mặt họ là cảnh đen tối, tức là không có cho mình thấy cái sự thật của vấn đề. Theo cái cách giải thích như vậy á, thì như vậy thì cái pháp viêm đó là tất cả pháp thực tính mà làm cho chúng sanh nóng nảy, là trong làm cho chúng sanh đau khổ cả khi mà nó sanh khởi, trong khi mà nó sanh khởi. Thì người ta gọi nó là cái pháp viêm. Vậy thì từ cái đó thì mình có cái chi pháp đó, đó là theo cách giải thích nãy đó, là tức là cũng chỉ cho thân ác hành, khổ ác hành và ý ác hành. Cái phần này thì mình đã giải thích rồi cho nên mình không giải thích nữa. Còn các pháp phi viêm tức là chỉ cho cái pháp mà nó sanh khởi không làm cho chúng sanh nóng nảy,
học cái nhị đề này thì nếu hiểu theo cái tạng tạng kinh đó là các pháp viên, đó là những hành động mà làm cho chúng sanh bị đau khổ, nóng nảy, đau khổ, tức là xuất phát từ ý, lại nói và thân. Còn thiện, các pháp phi viêm đó là chỉ cho những hành động thiện xuất phát từ ý, rồi thực hiện bằng lời nói hoặc là bằng thân. Còn nếu mình nói theo chi pháp đó là chỉ cho các pháp viêm, đó là chỉ cho 27 tâm, 12 tâm bất thiện phối hợp với 27 tâm sở. Các pháp phi viêm là chỉ cho 37 tâm thiện phối hợp với 30 tâm thân sở. Thì đó là cách hiểu theo tạng kinh với tạng vi diệu pháp ở nhị đề thứ năm này. Thì đó là phần ngàn nội dung của bài học hôm nay, mình kết thúc ở đây. Thì sau chúng ta sẽ học tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này xin trả mic lại cho lớp học. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và được an vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước kính chư thiên. Xin mời chị ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý học viên trong room xin hỏi hướng phước báo của học hôm nay đến chư thiên. Akasatha chaphamatha dekwana gamahitika Ponyang no anumodan chuchirang rakhantu sasanang Akasatha chaphamatha dekwana gamahitika Ponyang no anumodan chuchirang rakhantu no garo Akasatha chaphamatha dekwana gamahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu nhá ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu Đô sa đa y đăng vát tân nô pôn nhang a sa vá kha yá vá hăng hô tu a na gá tê ka lê. Sa thú, sa thú. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc. Xin mời lớp nghỉ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, xin chào tất cả các lớp. Dạ. À, xin mời lớp nghỉ ha. Có thời gian chúng ta về chúng ta đọc lại cái bản Bali đó để cho nhớ.